Và bước tiếp tục bước vào thảm đỏ đó là chị Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sen Vàng. Cùng với chị Phạm Kim Dung đó là Hoa hậu Nhân ái Thế giới, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Đây là một hoa hậu rất là trẻ và rất là xinh đẹp trong năm vừa qua. Thật sự có thể nói rằng là trong năm vừa qua với độ tuổi 18 của Tiểu Vy, chúng ta có thể thấy rằng là Tiểu Vy có rất rất nhiều những trải nghiệm và thành tích đáng kể trong năm vừa qua, nhất là khi đạt được giải người đẹp nhân ái trong cuộc thi Miss World. Chào chị Phạm Kim Dung, ngày hôm nay thì Diễm Trang cảm thấy rằng là một chút tự ti khi mà đứng kế bên cạnh chị Dung, bởi vì chị Dung quá lấp lánh và quá đẹp ngày hôm nay. Không biết là ngày hôm nay khi mà chị đến với thảm đỏ của lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 24 thì cảm xúc của chị ngay lúc này như thế nào ạ? Tôi đã từng tham gia nhiều lần đi xem Mai Vàng, nhưng mà đây là lần đầu tiên đi thảm đỏ rất là long trọng. Thật sự là những ngày đầu xuân gần Tết như thế này thì cái không khí của giải Mai Vàng làm cho chúng ta cảm thấy rất là náo nhiệt, rất là hào hứng, và cảm thấy là Tết đến rồi và mọi người hãy vui hơn, hãy nghĩ tới những cái điều tốt đẹp nhất. Vâng, xin cảm ơn chị, và đây là lần đầu tiên mà chị Phạm Kim Dung tham dự lễ trao giải Mai Vàng, và hy vọng rằng là chị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời ở đây. Trang ơi, Trang, khi mà anh đứng kế Tiểu Vy thì anh cảm thấy mình lép vế hơn rất là nhiều luôn. Vy ơi, hình như đây là lần đầu tiên em tham gia giải Mai Vàng đúng không? Vậy thì em có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này như thế nào? Ngày hôm nay rất là đông, làm em hồi hộp, cũng giống như cái lúc mà chung kết thi Hoa hậu Việt Nam, cũng rất là đông người và làm em lại nhớ lại cái khoảnh khắc đó. Và em thật sự rất là vinh dự khi được đứng ở đây, và lần đầu tiên em tham dự giải Mai Vàng thì em rất là hồi hộp, và nhưng mà cũng rất là tự tin, và khi mà đứng bên cạnh mình đây là một cô rất là đẹp. Vậy thì em có hy vọng là năm sau mình sẽ góp mặt một trong những đề cử của giải Mai Vàng không ạ? Em hy vọng rằng là mình, trong năm sau thì mình sẽ có một phần nào đó vào cái giải Mai Vàng. Wow, vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy ủng hộ cho cô gái bé nhỏ mà rất là xinh đẹp này được không ạ?